Sáng 1 tháng 11, trên trang fanpage xe khách Thành Bưởi đăng tải thông tin khẳng định không liên quan nhà xe Thành Lê. Cụ thể, trên fanpage nêu, cho tới giờ phút này 31 tháng 10 năm 2023, chưa có thông báo nào từ Thành Bưởi nói rằng Thành Bưởi và Thành Lê liên quan nhau. Trước đó, nhiều thông tin trên mạng xã hội cho rằng nhà xe Thành Lê là anh em với nhà xe Thành Bưởi, cũng chạy tuyến Sài Gòn Đà Lạt. Trong giấy phép kinh doanh vận tải, cùng đăng ký địa điểm đậu đỗ phương tiện tại xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 27 tháng 10, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh cũng có văn bản gửi Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè đề nghị hỗ trợ thông tin về pháp lý và tình trạng sử dụng của khu đất 10.000 m2 tại số 17 đường Phạm Hùng, xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè. Theo Sở Giao thông Vận tải, trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vận tải của công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Bưởi, văn bản tháng 7 năm 2023 có đăng ký nơi đổ xe diện tích 10.000 m2 tại số 17 Phạm Hùng, xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè. Ngoài ra, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vận tải của công ty trách nhiệm hữu hạn môi trường du lịch Thành Lê, văn bản tháng 6 năm 2023 cũng có địa chỉ đổ xe tại khu đất 10.000 m2 số 17 Phạm Hùng, xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè. Do đó, để có cơ sở xem xét, Sở Giao thông Vận tải đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè hỗ trợ cung cấp thông tin cụ thể, xác minh về loại đất, diện tích khu đất, đơn vị được giao đất, quy hoạch sử dụng đất và đề nghị huyện có ý kiến đối với việc hai công ty Thành Bưởi và Thành Lê thuê làm nơi đổ xe có phù hợp với mục đích sử dụng đất hay không. Sở Giao thông Vận tải đề xuất huyện Nhà Bè quan tâm hỗ trợ thông tin trước ngày 11 tháng 11 năm 2023.